Trong quả dưa hấu. Ba, hãy tham gia thử thách đi. Đi thôi. Wow.
tưởng hay. Bước đầu tiên chúng ta cần lấy hồ dán. Wow. Rất nhiều hồ luôn. Wow. Các con thích màu gì? Màu xanh da trời. Lựa chọn tuyệt vời. Nhân của chúng ta có bông mịn. Wow. Wow. Này. Wow. Chúng ta cần nguyên liệu siêu hạng. Yeah, kích hoạt chất nhờn. Nó thật co giãn. Chất dẻo bên này to hơn nè. Không có. Tóc mà. Hãy lăn ba trên chất nhờn. Thế gì? Không 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 không. Mọi người làm gì vậy?